Năm chú rể và ba cô dâu, nhưng chỉ có hai cặp đôi phu thê thực sự, họ là ai? Cuộc đấu trí tay ba căng thẳng độc đáo nhưng cũng không kém phần hài hước và giao tình cảm giữa hai đội chơi nghệ sĩ và tám nhân vật của chương trình. Liệu hai đội chơi có tìm ra cặp đôi thật sự hay sẽ nhận phải cú lừa quảng hôn? Hãy cùng đến với Gương Mặt Phu Thê với những câu chuyện đầy cung bậc cảm xúc của các cặp vợ chồng, phát sóng lúc 21:30 thứ năm hàng tuần trên HTV7, bắt đầu từ ngày 6 tháng 4 năm 2017.